Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lu Vu nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là đắp mặt nạ dưỡng da, dưỡng ẩm. Và ok, bây giờ mình sẽ tháo ra ngay bây giờ ha. Mới bỏ cái ngăn đá lại đó cho nó nhanh lạnh. Tại nãy giờ lo nói chuyện tào lao riết, xong rồi nó hết lạnh. Để bắt đầu là mình phải bỏ lại ngăn đá khoảng 2 phút, và bây giờ là mình lấy ra để mình đắp mặt nạ cho các bạn thư giãn cùng với mình đó. Thì nói chung bây giờ mà đắp mặt nạ là rất là thích rồi. Và là thơm lắm các bạn, thơm kinh khủng, thơm luôn. Thì mùa hè rất là nóng các bạn, nói chung là nóng cho nên là cái làn da, rồi nói chung là thời tiết rất là oi bức. Xong rồi bây giờ nằm để mà mình đắp mặt nạ thì cảm giác rất là thích các bạn ơi. Thì nói chung mình cũng rất thích làm đẹp các bạn, nhưng mà được cái tật là rất là làm biếng ha. Thơm quá. Rất là thích các bạn, cảm giác rất là tuyệt vời đó. Đó là lý do tại sao mà đắp mặt nạ cũng là một cái hình thức để giảm căng thẳng, thư giãn. Bây giờ mình sẽ massage một xíu để cho nó cho cái mũi lên cho nó dễ thở. Đó, mình sẽ massage nhẹ nhẹ ở bên ngoài các bạn, cho mạch máu nó lưu thông. Massage một xíu xong bắt đầu mình sẽ nằm xuống, mình sẽ nghỉ lao xuống thư giãn xíu. Rất là tuyệt vời các bạn. Cái mặt nạ này là mặt nạ của Hàn Quốc, hồi bữa mình mua, hồi bữa ở gì ta, ở chỗ tòa nhà Becamet á, bữa mà cái luồng gì giảm giá quá chừng luôn á. Rồi mình đã mua ở đó hả. Tuyệt của mèo. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ nằm thư giãn một xíu ha các bạn. Sau đó mình sẽ tháo ra và bắt đầu là sẽ đi rửa mặt ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. See you later.